Chào các anh chị và các bạn nha. Hôm nay em ăn phở, giới thiệu với anh chị một món phở ở đây gần nhà này, gần nhà chị Lệ, ở số 14 Bùi Viện á, ở đầu đường Bùi Viện với Cách Mạng 8. Mà cái menu đây nó lạ hơn cái menu khác, cũng là phở nhưng mà rất là nhiều cái món ăn, thịt heo. Heo, thịt bò. Mà đặc biệt ở đây có cái món phở này nè, nó đủ màu hết đó, phở cuốn, giống như bánh cuốn vậy. Nhưng mà cái màu này á, là được làm từ những cái nguyên liệu này nè, củ cà rốt, rồi củ hành tím, củ cải tím, bắp cải tím, bí. Cái này có phở gà, nếu mà đi hai người thì cứ đủ phở gà hai người. Đó, mình thấy cái món phở, thấy cái món này sắt, phở sắt, chắc là cái lá sắt. Ủa anh Sơn, này là phở sắt này là cái lá sắt không ta? Bissel bíp là cái gì có đặc biệt của con bò, chắc lá sắt. À rồi, đúng rồi, của con bò. Lá sắt con bò, nếu mà bò nó này. Để chịu chén lá sắt thử. Này đi chung với anh Sơn. Để hôm nào anh chị về đi, em mời anh Sơn gặp anh chị. Bữa nay được bạn Lâm đãi ăn phở nên là chạy về giữa đường phải quay trở lại. Trời ơi, quý hóa quá. Em có phở, em có này phở xào này, quay đâu mà. Cũng là phở mà chế biến nhiều món mà. Bởi cái menu ở đây là phong phú. Phở xào. Còn này là phở gì ta? Cái này là gì? Bò xào cải hả? Thơm vậy? Này bò xào bông cải với cải xanh. À, cũng là phở xào luôn mà chung. Này cái kia phở bò là món phở cuốn. Này phở hải sản, này là bò. Mình ăn chung tập thể với cái vui nè. Đây cái món này là gì chị? Phở cuốn hả? Còn ba dĩa và hai dĩa nữa từ ba con. Là giống như bánh cuốn vậy hả? Ở ngoài là phở, bên trong là trà đâu rồi, xin lấy cái món đâu rồi. Nhớ cho 4 năm nha. Trà, trà. Sau khi làm xong thì bỏ vô trong cái nồi á, cái lò nướng làm cho nó nóng lên. Rất là hay. Cái nước chấm này là gì ta? Không biết. Giống như chao vậy ha. Để hồi mình chấm thử. Để mình thử cái món này coi. Này mực chấm với nước sốt này, không biết chấm gì. Nước này là nước. Để mình nếm thử. Em ơi, cho hỏi nước sốt này là tên gì vậy? Chứ là nước sốt thôi đúng không? Nó có vị đậu, đậu nành á. Trong đây nó có gà xà lách. Rồi mùi rau cải. Nói này là giống tự chế. Các bạn nghe. Nói chung này bí quyết, ta không nói được. Bữa nay thì em nghe nói là đã lên Tây Bắc, của bà chủ lên Tây Bắc về. Thấy cái nào chưa nghiêng cũng dùng cho nó được. Giờ mình thử cái phở thì nó cũng không phở. Đây nha, đó, bên này là đủ đây nè. Dạ. Xào có, trùng có. À. Này là này phở cuốn, này là phở xào. Nhìn đủ màu hấp dẫn ha. Cái này chiên hả? Phở xào giống như là làm giống như là mì xào giòn vậy đó. Xào giòn hả? Đây là phở xào thì sao? Rồi bên này là ăn được rồi đó, bên này là ăn được rồi đó, còn bên này nữa thôi. Phở xào giòn giống như mì xào giòn. Đúng rồi, phở xào giòn phải chấm với cái nước sốt này. Đây là món phở cuốn là à,
quá ngon, từ rốt rốt ăn như thế quá nó giòn giòn. Này màu cà rốt. Ố này bí, màu của bí bí đỏ. Ê, con mực này cũng thấy mực mini nè, mực nhí nhí nè. Lâm đang xem mực mini này giống như mực sữa không? À, mực sữa. Do mình đi đông nên mình kêu mỗi món một ít để mình mới có thể ăn được nhiều món. Món thứ hai mà ha. Đây, món này lạ nè. Rằng TV cầm cái này từ Mỹ á. Bây giờ sẽ có mực, phở mực. Này là phở mực. Phở mực. Nhiều tay quá. Hôm nay mực đây ngon. Đây giá này nói chung là Phú Tây giá cũng phải theo Tây. Sốt lạ nhất ở Sài Gòn luôn á. Nước chấm. Nước chấm lạ nhất Sài Gòn. Nước chấm này giống như tương á. Ừ, đúng rồi. Nghe mùi đậu nành đó. Giờ tới mình thử cái món này. Cái cuốn này màu, cái màu màu đen đen này nghĩa là gì ta, màu gì ta? Màu me, đúng rồi. Màu đen là mè. Mè bên trong là gì? Mình cắn mình biết bên trong là gì. Xem video nha. Các bạn muốn xem cái địa chỉ của quán này thì được xem ở bên dưới bình luận ha, hoặc là trong mô tả. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Nó béo béo à. À, cái này giống như là bánh cuốn nha, giống bánh cuốn mình nha, có chả. Giờ chờ ăn hai món này trước đi nha. Giờ ăn cuốn hơi khéo à. Gia đình kêu một dĩa này á, người hai cuốn muốn no bà luôn. Được một lần thưởng thức cái món phở và rất là độc đáo, đầy màu sắc luôn đó quý vị. Đây mùi gì ta? Rất là thơm nha. Thử cái mùi này mùi gì? Đây gọi là phở trộn này quý vị. Để xem cái phở trộn như thế nào nha. Hồi nãy mình kêu phở trộn là phở trộn thịt bò nè. Đây là mùi bột gạo thôi. Bột gạo không có trộn gì hết. Có mùi. Nhưng mà này ăn nhiều ngán nè. Này là bình thường ăn khoảng 2 cuốn. 2 cuốn đang cuốn khác. Không biết hơi trộn mình thử. Có trộn mà đã trộn rồi. Rẻ nhiều đó, nhiều món phở tái biến đủ thứ. Này là phở mực, phở trộn mực. Phải trộn như thế này sau đó mình ăn. Nhưng mà đi đông người nên mình kêu mỗi món ít. Xào xào. Cái món là phở cuốn. Dạ. Em ơi, chuẩn bị một cái phở cuốn từ nãy chị đặt đó, mang đây cho chị nha. Nhìn cậu phở cũng đặc biệt ha. Rất là đặc biệt. Đây nhìn cái màu nào cũng là màu rau củ. Nhìn thấy một cái màu này là màu gì ta, màu gất hả ta? Trái có gai là gì? Trái gì? Trái gất. Phải không? Cái này là có mùa màu của trái này nè. Hmm.
Ngon phở đây là ngon đúng như lời đồ của nhà quý vị. Đúng không con? Con là tôm hồ gan sợ rau thì à. Nói như thế nào? Thôi quý vị một lần tới đây ăn đi. Chứ mình nói nhiều quý vị bảo mình đi đâu mình hoa á. Bây giờ mình sẽ ăn món thứ hai đi. Rồi ăn hết này đi. Nó ăn nhiều tinh bột quá trời luôn á. Đây. Đây là cái món phở xào này. Phở xào. Cái này gọi là phở xào giòn. Con gái mùa với con cho ba quay cho mình. Không còn phải lớn cả đi này. Chúc quý vị luôn luôn khỏe cả. Đừng quên. Nãy giờ ăn là coi như là mấy cuốn này luôn là no lắm luôn đó. Quá trời tinh bột luôn à. Nó không như bánh cuốn vậy thôi à. À nó, nói chung là cái menu nó còn rất là nhiều mà mang không có hết. Hẹn lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Hôm nào có đi ăn món khác em review lại cho các anh chị xem. Rồi tạm biệt mọi người nha. Nơi nào mình đừng bùi diện nè.